Thấy đẹp không? Giờ thấy phát bùi đó. Đó, đẹp đó. Hơi nắng chút anh thôi. Dạ em sao đâu. Rồi. Thấy không? Qua chưa? Good, good, good. Thôi qua đây chút rồi. Không, không, nó bên đây không cần bằng. Ok. Và bây giờ là ứng cử viên cũng của chức vụ thị trưởng của thành phố Glasgow, ông Phát Bùi. Ông Phát Bùi hồi nãy cũng đã trình bày bằng tiếng Anh rồi, bây giờ có thể trình bày đôi chút bằng tiếng Việt cho các cư dân gốc Việt không ạ? Vâng, trước khi xin cho tôi lời chào đến tất cả quý đồng hương, đặc biệt là đồng hương ở thành phố Glasgow, nhưng muốn gửi lời chào đến đồng hương và các đang quý phỏng vấn đã của chúng tôi thấy ở đây là có phố Bonsa TV, có phố Cali Bonsa TV 9 cũng như là phố Việt Media của anh Michael. Và có lẽ là mấy anh cũng đại diện cho Vama phải không? Thành ra cũng gửi lời chào đến toàn thể quý vị truyền thông YouTuber trong hội Vama. Thì thưa anh, ngày hôm nay là cái ngày tranh luận, tức là debate mà do cái hội Neighborhood Association, Glasgow Neighborhood Association, dịch nôm na là hội các cư dân cư gia hàng xóm trong thành phố Glasgow. Họ mỗi lần cái mùa tranh cử họ luôn luôn họ tổ chức cái buổi tranh luận này. Nhưng mà cái format, tức là cái cách để mà họ tổ chức tranh luận ngày hôm nay thì nó khác với lại mọi lần. Ngày hôm nay mỗi người ứng cử viên được phát biểu 5 phút giới thiệu về lý do tại sao mình ra tranh cử, và sẽ không có câu hỏi và đáp, họ không có đưa những đó ra. Bởi vì những năm trước họ thấy là có nhiều câu hỏi nó hơi nhạy cảm, thành ra họ để ra sau này. Sau khi tất mỗi người nói chuyện 5 phút xong thì chúng ta đứng ở ngay chỗ này, và ai muốn có câu hỏi gì cho các ứng cử viên thì có thể đến đặt câu hỏi trực tiếp với các ứng cử viên đó. Thì ghi nhận trong cái cuộc tranh luận về cái chức thị trưởng thành phố Gado ngày hôm nay, chúng tôi thấy không có đông đủ nhiều người, và cũng có một số những cuộc tranh cử nghị viên ở địa hạt số 2 thì tôi thấy cũng có một số người Mỹ của chúng ta đã không tham dự. Hai người mà không tham dự là cho cái chức thị trưởng là bà Thu Hà Nguyễn đã không thấy có mặt, và ở địa hạt số 2 là ông Philip Nguyễn cũng không thấy có mặt. Thì tôi hơi ngạc nhiên là bởi vì thường thường chúng ta thấy hai người này bảng lên cùng một lúc với nhau, thế có bảng người này thì kế bên có bảng người kia, thì ngày hôm nay bà Thu Hà không có mặt thì ông Philip Nguyễn cũng không có mặt. Không hiểu cái lý do đằng sau là gì. Có thể họ nghĩ rằng là những người đến đây đã có cái ý định định kiến là sẽ bỏ chai rồi, và họ nghĩ rằng họ không cần cái buổi tranh luận như này để tiếp xúc với cử tri. Thì cách đây nhiều năm, 2 năm thì phải, không biết 2 năm hay là 4 năm gì đó, khi bà Thu Hà, 4 năm khi bà Thu Hà Nguyễn ra tái tranh cử thì bà cũng đã không có hưởng ứng những cái buổi tranh luận như thế này. Và trong cách đây vài tuần thì chúng tôi được biết là đài SBTN cũng như là mấy anh cũng có dự định làm một cái buổi tranh luận cho các ứng cử viên người Việt thôi, thì bà Thu Hà cũng đã không có hưởng ứng cái lời mời đó, thành thử cho lẽ vì vậy mà anh không tổ chức. Tôi mong rằng anh vẫn cứ tổ chức những cái buổi tranh luận như vậy để mà những ai không đi thì cử tri người ta biết là người đó không tham dự, và những người nào tham dự thì cử tri có thể nghe được cái sự trình bày của những cử viên đó. Vẫn nên có cuộc tranh luận, và tôi mong phố Bonsa hay là Vama hay là cả tất cả quý vị hợp tác chung với nhau để tổ chức một cái buổi tranh luận như vậy để cho cử tri được biết. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của anh, ngày hôm nay tôi đã trình bày cái gì? Lúc nãy tôi đã nói bằng tiếng Anh, tôi chỉ được có 5 phút. Thì tôi muốn nói từ cái con tim của tôi, thành ra tôi không có viết sẵn như là một số các ứng cử viên khác. Ngày hôm nay chỉ có hai người nói từ trong tim của mình, đó là ông ứng cử viên John O'Neill của địa hạt số 2, ông đang ra tranh cử chức thị trưởng, và tôi là cái người thứ hai không nói từ trong tim mình, chứ không biết trước. Thì tôi trình bày cái gì? Nói một cái tóm tắt, tôi cho mọi người biết rằng là tôi là cư dân của thành phố Glasgow từ 40 năm qua, và gia đình chúng tôi đã chọn Glasgow là quê hương của chúng tôi. Và con của tôi đã học ra trường trung học Glasgow High School, và sau đó đã ra trường ở Cal State Fullerton. Kế đến tôi tập trung vào vấn đề tiểu thương của thành phố. Tôi cho biết rằng là thành phố Glasgow trong suốt mấy chục năm qua đã giúp đỡ cho giới tiểu thương rất là ít, gần như là không có, so với lại cái những cái quỹ tài chính mà thành phố đã giúp đỡ cho các đại khách sạn. Tôi đưa ra trường hợp điển hình là thành phố đã bỏ ra 100 triệu đô la, trên dưới 100 triệu đô la để mua rất nhiều những cái khu nhà chung cư cũng như là nhà mobile home và nhà single home family.
ráp lại thành ba cái miếng đất thật lớn và cho những cái nhà đầu tư khách sạn hoàn toàn là free, họ không phải trả một đồng nào cho những miếng đất đó. Thì đây là một cái đầu tư lớn của thành phố Garden Grove, nhưng mà nó cuối cùng nó cho thấy rằng là thất bại, là bởi vì chỉ có một trong ba cái dự án lớn đó đã thành hình, là cái Great Wolf Water Park. Còn hai cái dự án kia cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có động thổ, thì đừng nói gì đến việc mà đã khởi công hoặc là thành hình. Bỏ ra cả 100 triệu đô la mà mười mấy năm qua không mang lại một đồng nào thì đó là một cái đầu tư thất bại. Và nó là một cái chính sách thất bại của thành phố từ 20-30 năm về trước. Những cái đầu tư đó nó có ra từ trước khi tôi là nghị viên. Tôi là nghị viên vào năm 2014 tôi mới trở thành nghị viên của thành phố. Thành ra cái việc này không thể đổ thừa cho tôi được. Cam kết rằng khi tôi trở thành thị trưởng, tôi sẽ thay đổi cái chính sách đó. Ít nhất là 50% cho đến 60% của những cái đầu tư phải để dồn vào giúp đỡ cho các giới tiểu thương, để bảo đảm rằng các giới tiểu thương sẽ thành công, có hội thành công ở trong thành phố Garden Grove. Và tôi đưa ra cái thí dụ, vì thành phố không giúp cho giới tiểu thương từ nhiều chục năm qua, mà ở West Garden Grove cũng như là Central Garden Grove, và đặc biệt là còn nhiều hơn nữa ở East Garden Grove, mà các giới tiểu thương đã nhiều nhà hàng, nhiều văn phòng thương mại đã thất bại sau khi họ mở được nhiều tháng hoặc là một năm, hai năm, họ đã thất bại và có rất nhiều khu tiệm phải bỏ trống. Khi tôi trở thành hiệu trưởng, tôi sẽ thay đổi chính sách đó và giúp đỡ các giới tiểu thương, các văn phòng dịch vụ rất tận tình, như là ví dụ như giúp cho đỡ cho các giới YouTuber, giới truyền thông, để mà họ có thể họ vượt qua trong giai đoạn đầu. Kế đến là tôi đề cập đến vấn đề nạn vô gia cư. Tôi dẫn chứng rằng nạn vô gia cư không những không thành công mà đã càng ngày càng tệ hại hơn, mặc dù thành phố bỏ ra đã mười mấy, 20 triệu để mà xây những cái căn Navigation Center. Và những thành phố chung quanh từ Santa Ana, Westminster, Fountain Valley đều cũng có những tệ nạn càng ngày nó càng tồi tệ như vậy. Tôi cũng dẫn chứng luôn là ở thành phố Buona Park vào năm 2019 họ cũng bỏ ra mấy chục triệu để xây một cái khu nhà shelter lên đến 284 phòng. Mà cho đến suốt nhiều năm qua và kể đến thời gian bây giờ, chỉ cái số người vô gia cư mà sử dụng cái đó chỉ có khoảng một nửa mà thôi, còn một nửa còn lại là nó vẫn bỏ trống. Đây là một cái điều, một cái chi phí vô cùng tốn kém mà nó không có cái hiệu quả. Và tôi nói rằng khi giải quyết vấn đề vô gia cư thì phải tập trung, thứ nhất là những người nào sắp sửa trở thành vô gia cư, mình phải giúp họ ngay từ cái thời điểm đó để họ không trở thành vô gia cư. Và thứ hai là những người nào mà ở trên đường phố càng lâu thì họ càng lại dính vô cái tệ nạn rượu chè cũng như là cần sa ma túy. Thành ra khi họ đã dính vô đó rồi thì rất khó để mà có thể giúp đỡ cho những người đó. Và thứ ba là những người nào mà muốn được giúp đỡ vô shelter và được huấn luyện lại, thành phố sẽ giúp đỡ tối đa và triệt để tương đối tới chỗ. Nhưng những người nào không muốn vô thì thành phố Garden Grove sẽ phải làm sao đẩy tất cả những người đó ra khỏi thành phố Garden Grove chúng tôi. Và tôi nói với cư dân rằng là thị trưởng của thành phố Garden Grove, tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ thành phố Garden Grove chúng tôi thôi. Còn cái chuyện đó sau này ai giúp họ, họ đi đâu thì chuyện đó là chuyện của liên bang. Bởi vì chúng tôi đã giúp họ tận tình mà họ không nhận cái sự giúp đỡ đó thì chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa. Và cuối cùng là đến cái nạn trộm cắp, tôi cam kết rằng là tôi sẽ đòi hỏi cảnh sát Garden Grove phải bắt tất cả mọi tội phạm ăn trộm, dù là ăn trộm dưới 1.000 đô, lấy dấu tay họ, lấy căn cước của họ. Và nếu họ tiếp tục trở lại Garden Grove để ăn trộm cắp thì chúng tôi sẽ đưa hồ sơ đó ra cho văn phòng biện lý để họ truy tố. Thì tôi nói rằng là nếu chúng ta có một cái quyết định mà mạnh tay và gửi cái thông điệp đến đối với người đó, đến với những người trộm cắp tội phạm và những người vô gia cư, thì họ sẽ cảm thấy ngại ngùng và họ sẽ rời ra. Đó là những điều tôi cam kết với họ. Thì đến đó tôi đã hết thời giờ, thưa anh. Cái vấn đề vô gia cư, giải pháp của ông là lập những cái đội đặc nhiệm, đội task force để mà đẩy người vô gia cư ra khỏi thành phố Garden Grove. Vì ông nói rằng là trong vai trò thị trưởng của thành phố Garden Grove, quan tâm tới thành phố Garden Grove là đầu tiên. Tôi có đặt cái câu đó với lại luật sư Vũ Lâm mới vừa rồi, là cũng là ứng cử viên của chức thị trưởng thành phố Garden Grove. Thì ông nói rằng là cái giải pháp đó không hữu hiệu, vì nếu mà đuổi ra họ ra thì họ cũng quay trở lại. Họ sẽ không quay trở lại, bởi vì khi mà họ thấy ở thành phố Garden Grove có cái chủ trương là rất cứng rắn và mạnh tay với họ, họ sẽ không quay trở lại. Họ sẽ đi tìm những chỗ nào mà nó dễ dàng cho họ hơn.
ông Lân nói như vậy là hoàn toàn hết sức là mơ hồ cũng như là ấu trĩ. Anh giả sử bây giờ một cái người nào đó mà muốn đến một cái nơi nào đó, họ có đến những cái nào mà người ta xua đuổi họ hay là người ta làm khó dễ họ không? Đương nhiên không đến, họ đến cái nơi nào mà nó thuận tiện hơn, nó dễ dàng hơn, không ai đụng chạm đến họ. Những người homeless họ sẽ không quay trở lại như thế nào mà có những cái biện pháp mạnh với họ. Tôi có biết được một số những cơ sở thương mại họ đã rất thành công, họ có một cái camera, video camera và có cái hệ thống nói lên, họ thấy có một cái movement, tức là có cái sự di động của bất cứ người nào đến gần đó, và cái camera nó thông minh mức là nó nhìn, nó đoán được là người nào là homeless, người nào không phải homeless, thì nó la lên và những người đó từ đó trở đi không có quay đến khu đó nữa, họ đi đến những khu khác. Thì mình nói rộng ra ở Garden Grove, trên cái biên diện thành phố nó cũng như vậy. Người ta sẽ không muốn đến những chỗ nào mà cứ bị cảnh sát làm khó dễ, người ta sẽ đến những chỗ nào mà không ai làm khó dễ họ cả. Thành ra cái điều ông Lân nói đó thì nói ra từ một sự việc mà chỉ nói cho nói có mà thôi, chứ không có cái sự suy nghĩ chín chắn. Một ứng cử viên thị trưởng khác là ông Thomas Phúc Thái lại có một cái giải pháp về vô gia cư tương đối là ngược với lại cái giải pháp của ông Phát Bùi. Đó là ông Quốc Thái nói rằng là những cái chỗ mà người ta không tới xây lên mà người ta không mở là tại vì nó không, nó lạnh lẽo quá, nó không có mời gọi. Thì thay vì để như vậy thì đầu tư thêm để mà làm những cái nơi mà người ta tới như nhà ấm cúng thì người ta mới tới và ở, thì như vậy thì sẽ giải quyết được. Vâng, tôi xin trả lời thẳng với anh là cái nhìn của ông Quốc Thái lại hoàn toàn những người mà cứ chỉ nhìn lý thuyết chưa bao giờ biết cái sự thực như thế nào. Ông Quốc Thái đã bao giờ đến thăm cái shelter chưa? Shelter thành phố Cairo bỏ ra 14 triệu xây những cái shelter rất là mới, rất tiện nghi, rất sạch sẽ, nhưng mà họ không đến. Không đến vì sao? Vì khi mà vào trong đó không được uống bia, không được hút thuốc lá trong nhà, không được xài cần sa vân vân. Thì đó là lý do là sao? Và đến 10 giờ tối là phải đi ngủ. Đó là lý do mà ông Thái nói rằng là thay vì làm những cái trung tâm chung như vậy thì hãy mua từng cái khu nhỏ nhỏ, từng cái căn nhỏ cho họ. Một cái điều nữa cho thấy là một cái người làm MC thương mại chẳng có hiểu biết cái gì hết về cái vấn đề luật lệ cũng như là vấn đề ràng buộc đến thành phố. Khi mà một cái người mà homeless vào trong những cái khu shelter đó, ai chịu trách nhiệm? Thành phố chịu trách nhiệm. Họ nếu mà cho họ những cái quyền tự do uống rượu, uống này kia, hoặc là họ sử dụng đất, thì thành phố sẽ trở thành cái người liên đới bị trách nhiệm, mà nếu người ta có bị chuyện gì thành phố phải bồi thường cái thiệt hại của người ta. Tôi xin lấy một ví dụ, nếu mà thành một cái người nào đó xây nhà mà xây trái phép mà thành nói thôi kệ đó, cho chúng tôi qua đi lỡ rồi, nhưng mà nếu mà mai mốt có chuyện gì xảy ra, thành phố không thể nào nói rằng là người ta sẽ có thể kị ngược lại thành phố, và thành phố không có một lý do để nào biện hộ mình, bởi vì chính thành phố đã cho phép họ làm cái chuyện đó. Thành thử ra nói như ông Quốc Thái là một cái người hoàn toàn chẳng hiểu biết gì, giống như cái người mà không có kinh nghiệm về những cái hoạt động thành phố. Thành ra họ đưa ra cái nhận định nó hết sức là hời hợt, thưa anh. Về một cái điểm khác, ông Nguyễn Quốc Lân cũng là một ứng cử viên thì có là gần như là người duy nhất đề cập tới cái vấn đề liên quan tới công ty Shanghai mà có mặt ở thành phố Garden Grove, cho rằng là cái đó là công ty liên quan tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nói rằng là cái có những người mà đã từng nhận 20.000 đô la từ các công ty đó, trong đó là có thị trưởng và là các nghị viên luôn. Ông cho biết điều đó như thế nào? Ông đã từng nhận 20.000 đó trong thời gian làm việc hay không, và giải thích cái điều đó? Tôi nhận zero dollar thưa anh, và không những thế tôi cũng chưa bao giờ đi ăn một bữa cơm trưa với họ nữa, chứ đừng có nói gì là có nhận tài chánh. Và ông Lân đưa cái điều đó mà không đưa một cái bằng chứng. Lúc nãy cũng có nhiều nghị viên của thành phố họ đã nhíu mày và họ nói rằng là ông Lân dựa vào đâu để nói như vậy. Một cái điều hoàn toàn vô căn cứ để mà vu cáo cho City Council. Và ông nói không chơi như vậy thì hoàn toàn cái điều mà làm cho rất nhiều người nghị viên, từ ông George Bradingham cho đến bà Stephanie Grofenstein đều rất là bực mình. Nhưng mà vì họ không cái cách mà debate ngày hôm nay, họ không có thể họ lên tiếng, họ phản biện lại được. Thành ra đây chỉ là một lần nữa đưa những cái thông tin dựa vào những cái tin đồn thất thiệt để mà bôi lọ ứng cử viên đối thủ. Ông thị trưởng Steve Jones có nhận 20.000 đô la theo cái hiểu biết của anh? Tôi không được biết anh, và không có một cái bằng chứng gì để mà cho thấy là có cái chuyện đó. Và tôi nghĩ rằng là bất cứ những người nào mà đưa những chuyện mà không căn cứ ra để mà bôi bẩn đối phương là có điều hết sức tệ hại. Và những người đó cho thấy rằng là họ là cái người vô tư cách. Nếu mà ông Lân không đồng ý một cái điểm gì mà chúng tôi làm, mà thí dụ như vậy cái chủ trương của chúng tôi, thì cái điều đó chúng ta có thể tranh luận một cách thẳng thắn ở trên diễn đàn hoặc là trên Facebook vân vân.
Nhưng mà đưa ra những cái điều vô căn cứ để chụp mũi người khác là một cái hành vi bỉ ổi của không biết bao nhiêu là những cái chuyện là xấu xa mà bên Westminster, và tôi mong rằng ông Lân sẽ không dùng cái chuyện đó để mà đưa nó vào trong thành phố Westminster. Và Gary Nguyễn Quốc Lân cũng có nói tới là nếu trong vai trò thị trưởng về cái vấn đề công ty Shanghai Construction đó, là ông sẽ trong cái quyền hạn của mình sẽ tìm cách kiểm tra để coi coi họ có làm những cái điều gì mà phức tắc hay không, hay là có vấn đề mà theo dõi hay là tình báo vân vân. Thì nếu ông trong vai trò thị trưởng, ông có làm những điều tương tự hay không, hay là làm bất cứ điều gì đối với công ty đó ngay tận góc đường của thành phố Garden Grove, ngay góc Euclid với Garden Grove hay không? Bất cứ công ty nào chúng ta cũng đòi hỏi là phải có cái việc minh bạch mà không có những chuyện lem nhem, hối lộ vân vân. Đương nhiên là chúng ta không muốn có những chuyện hối lộ như chuyện của ông giám sát viên Andrew đó xảy ra trong bất cứ nơi nào. Thành ra cái việc đó là cái việc nên làm và phải làm, và thành phố Garden Grove họ luôn luôn họ rất là để ý kỹ những cái chuyện đó. Garden Grove chưa bao giờ bị mang tai tiếng về những người Việt, chỉ có ngoại trừ cái trường hợp trong những mùa tranh cử, ứng cử một vài ứng cử viên họ lợi dụng những cái chuyện mà bôi bẩn, không đưa ra những cái điều hoàn toàn vô căn cứ để mà chụp mũ người này, chụp mũ người kia. Và đó là một cái điều mà cho thấy rằng là một cái người mà đã lên tiếng như vậy là một cái người hoàn toàn có vô tư cách, cho anh thấy rằng nói tới góc độ mà gọi là gián điệp, góc độ mà liên quan tới cộng sản Trung Quốc đấy ạ. Vấn đề là Trung Quốc, ông Lân cần phải thận trọng, bởi vì tôi rất ngạc nhiên mà một người học khu giáo dục mà lại có thể có những cái suy nghĩ như vậy và nói như vậy trên public, là bởi vì ông Lân mà lạng quạng đó, nói tầm bậy như vậy đó, người ta có quyền thưa kiện ông là về vấn đề kỳ thị đó. Còn cái chuyện mà đó nó có nằm trong cái khả năng của cái chức năng của một người nghị viên hay thị trưởng thành phố không, thưa anh? Không, người ta chỉ có quyền coi về cái vấn đề mà công ty này có lem nhem về vấn đề tiền bạc, có làm đúng kỹ thuật xây dựng, có đúng với lại cái tiêu chuẩn của tiểu bang và của thành phố hay không, và có vấn đề mà hối lộ hay không. Còn cái chuyện mà gián điệp, ông Lân lại đi quá cái chức năng của ông. Cái chuyện đó là cái chuyện của bên bộ Homeland Security, nó không liên quan gì đến thành phố cả. Nếu ông Lân có nhiều lắm á, thì chỉ để yêu cầu là Homeland Security họ điều tra cái việc đó mà thôi. Cảnh sát Garden Grove, một lần nữa ông Lân, ông ngu nó vừa vừa thôi. Cảnh sát Garden Grove, cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ an ninh về cái vấn đề trộm cắp, vấn đề mà đánh lộn lão trong thành phố, vấn đề mà xe cổ, giao thông vân vân. Họ không có cái nhiệm vụ để mà đi bắt, kể cả bắt những cái người mà di dân bất hợp pháp. Đó là nhiệm vụ của Homeland Security. Ông Lân là ngu vừa vừa thôi. Vậy thì ông có là sẽ làm gì điều về cái công ty đó hay không nếu mà trong vai trò thị trưởng? Thưa anh, điều mà rất là căn bản, nếu mà chúng tôi thấy có những cái trường hợp đó xảy ra, tôi nghĩ là không có, nhưng mà nếu có trường hợp xảy ra thì chúng tôi sẽ báo cho Homeland Security để họ điều tra, chứ không phải là thành phố phải điều tra. Cái chuyện đó nó không nằm trong cái chức năng của thành phố, mà tôi bảo đảm với anh là Homeland Security họ luôn luôn họ theo dõi tất cả các hoạt động của các công ty của Trung Cộng cũng như là Nga, ở Iran vân vân, hoạt động ở trong Hoa Kỳ, thưa anh. Một yếu tố khác nữa, ứng cử viên Quốc Thái, Thomas Quốc Thái vào cuối của cái phần trình bày có nói rằng là, và cũng trong cái buổi phỏng vấn với tôi ngày hôm qua, thì ông ấy có nói rằng là thành phố Garden Grove cần một khuôn mặt mới, cần một tiếng nói mới, còn cần cái tầm nhìn mới. Hàm ý rằng là ông là một người mới, còn các vị là từ luật sư Lân tới ông Phát Bồi hay là cô Dietra đều là những người đã từng làm lâu ngày trong thành phố rồi. Và ông Thomas cũng có nói là một công thức cũ thì không thể có một cái kết quả mới. Ông nghĩ sao? Một cái điều này là một cái điều vì người ta không có tài năng, người ta không có khả năng, người ta không có kinh nghiệm, giống như là ếch ngồi đáy giếng, thành ra mới đưa ra những cái luận điệu như vậy để mà tô bóng cho mình mà thôi. Một cái người mà hoàn toàn không có kinh nghiệm, tôi lấy ví dụ một người mà có khả năng điều hành một công ty về điện tử, có thể nào ra mà làm điều hành một công ty về xây dựng được đâu. Mà nếu mà nói rằng là cần phải có một cái người mới để vào điều hành một cái công ty xây dựng, trong khi mà kiếm một cái người mà điều hành về công ty điện toán mà đưa vô thì chật lắc hết rồi. Ông Quốc Thái có thể là một người ca sĩ hay, có thể là một người MC duyên dáng, nhưng mà và có thể là một cái người điều hành một cái business nho nhỏ như là QT Marketplace, một cái business rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà điều hành một cái thành phố lớn, nó là một cái việc hoàn toàn khác. Ông có hiểu gì về vấn đề, ngay cả vấn đề những cái nhận thức của ông về Homeland, về Homeless chẳng hạn, về small business trong thành phố, ông có hiểu cái gì đâu.
Thành ra đưa một cái người hoàn toàn không có kinh nghiệm, giống như là người mù mà đi sờ con voi để mà tả con voi, anh giao cho một cái người mà mù không biết gì hết mà để diễn tả con voi thì làm sao mà nó chính xác được. Phải là cái người có kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao tất cả những người ứng cử viên họ luôn luôn họ nói về cái thành tích của họ. Thành tích của ông Quốc Thái có cái gì? Làm Sài Gòn Performance Arts Center bị thất bại nhiều năm về trước. Rồi khi mà Vietfest họ lấy cái Sài Gòn Performance Center thì nó lại trở thành công, thành ra cho thấy rằng là ông làm thì thất bại, người ta làm thì thành công. Rồi đến ông làm đài V-Star TV với cô Long Vân, sau vài tháng cũng thất bại, đài đó cũng mất. Ông làm đài V-Keo giúp cho bà Hạnh Lê làm cái đài TV V-Keo, sau vài tháng cũng bị người ta đuổi vì không có khả năng. Rồi ông làm Việt USA TV, tôi nhớ lòng là Việt USA TV, cũng được vài tháng rồi cũng thất bại, đóng cửa. Khai trương thì hoành tráng lắm, nhưng mà sau vài tháng thì âm thầm đóng cửa. Ông làm QT Marketplace, cho đến ngày hôm nay khi chúng tôi lên trên tiểu bang coi, thì QT Marketplace và Food Court đã bị FTB suspended, tức là bị sở thuế của tiểu bang ngưng cái giấy hoạt động từ năm 2021-2022 cho đến hôm nay. Ông đối với FTB, khi mà họ suspend một cái business nào đó về vấn đề commercial đó, thì là anh không được quyền tiếp tục hoạt động nữa. Ông này lại vi phạm luật một cách trắng trợn như vậy. May là không có ai báo lên cho FTB Franchise Tax Board của tiểu bang, chứ báo lên như đó là ông sẽ lãnh cái hậu quả rất là lớn. Trong cái QT Marketplace của ông ta đó, ông ta lúc nãy khoe là có 12 cái cửa tiệm. Trong 12 cửa tiệm này, hết phân nửa là của chính ông và người partner của ông là bà Ngọc Hiền. 6 cửa tiệm còn lại cứ thay đổi xoành xoạch, cứ vài tháng, một năm lại người ta lại đóng cửa, người ta bỏ đi, mất biết bao nhiêu là tiền. Rồi lại người khác vô, rồi lại cũng sau vài tháng, một năm cũng lại mất mát bỏ đi. Như vậy mà ông khoe là ông thành công là làm sao? Anh thấy không? Tôi nói ra đây không phải là vấn đề tôi bịa chuyện ra TV6, đây là những cái dẫn chứng mà tôi đưa ra cho quý vị thấy. Là một người như vậy mà khoe là phải có một cái luồng gió mới ra để mà lãnh đạo thành phố. Thành phố của chúng ta không có cái thể nào mà afford được, tức là chấp nhận được một cái những cái người vô để mà thử cái này, thử công thức kia, thử công thức nọ để xem nó có thành công hay không. Bởi vì mỗi một cái thử như vậy mà nó thất bại đó, là nó mang đến hậu quả rất lớn cho cư dân ở trong thành phố. Ông có một lời nào để mà nói tới cư dân thành phố Carangio sẽ đi bầu vào ngày 5 tháng 11 tới đây? Vâng, kính thưa quý vị, cái việc bầu cử thị trưởng thành phố Carangio là một cái vai trò quan trọng. Thành phố Carangio trong đó có khoảng 30% là cử tri người Mỹ gốc Việt, và cũng khoảng 32-30% là người dân người Mỹ gốc Việt, gần đến một nửa. Nó khác với ông Quốc Thái. Ông Quốc Thái lại một lần nữa chẳng có hiểu biết gì mà cứ đưa đại những cái thông tin ra, những con số ra. Người Việt Nam ở chúng ta ở trong thành phố không phải là 60% như ông Quốc Thái nói trong cái một vài cái phát biểu gần đây trên đài phố Bông Sa của ông. Không phải là 60% mà chỉ có 30-30 mấy% mà thôi. Đó là từ cái census report mà mới nhất đây họ làm năm 2022. Thành ra chỉ có 30 mấy%. Thành ra không thể nào mà nói là hễ người Việt Nam đi bỏ phiếu cho ông thì người Việt Nam sẽ thắng. Người ứng cử viên Việt Nam nào muốn thắng phải là cái người vận động được các cử tri người bản xứ, người Mỹ da trắng cũng như là người Mỹ gốc Mexico hoặc là Nam Mỹ để bỏ phiếu thêm cho mình. Nếu chỉ dựa vào phiếu của Việt Nam thì thực sự ra cái người ứng cử viên đó đã thiếu sót rất là nhiều. Chúng ta thấy ở những thành phố, ở những tiểu bang xa như ở bên Colorado, như ở bên Florida, những ứng cử viên người Việt Nam của mình vận động với cử tri khắp mọi nguồn gốc, từ Mỹ trắng cho đến Mỹ đen, cho đến người Mễ, cho đến người Việt Nam thì mới thắng được. Và tôi nghĩ rằng người Việt Nam của chúng ta cần phải trưởng thành lên, và các ứng cử viên cũng phải vận động tất cả mọi người như vậy thì mới có cơ hội thắng thôi. Cảm ơn Phát Bùi rất nhiều, chúc may mắn ạ. Cảm ơn. Xin chào ông Phát Bùi, Vama TV lại phố Việt Media. Xin lại để thời gian cho phố Bùng Sa TV hỏi những câu hỏi, tại vì Michael cũng có chứng kiến cái cuộc phỏng vấn của ông với lại người ứng cử viên bên kia. Thì câu hỏi Michael muốn hỏi là ông hôm nay ông dự cái buổi mà
cư dân thành phố Garanro họ muốn quan tâm như thế nào và những người ứng cử viên đã được mời tới cho cái công việc thị trưởng và nghị viên. Thì thưa ông nhận xét cái người có quan tâm, cái mối quan tâm của người bản xứ ở đây và người Mỹ gốc Việt sống ở Garanro có giống nhau không hoặc là khác nhau như thế nào, ông có thể chia sẻ mời ông. Đa số người ta quan tâm đến những vấn đề hết sức là tương tự với nhau thưa anh, là vấn đề vô gia cư nó trở thành một cái tệ nạn rất là tai hại trong thành phố. Thứ hai là vấn đề trộm cắp và thứ ba là vấn đề các giới tiểu thương. Đây là ba vấn đề mà những người có mặt đây họ đều quan tâm, cũng như là những người mà tôi tiếp xúc khi mà tôi gặp họ, đó là điều họ quan tâm. Xin hỏi ông là thành phố Westminster đã có những món nợ rất lớn mà họ có đi thể đi tới phá sản như tin tức đã chia sẻ mấy năm trước. Thành phố Westminster hiện nay thì thành phố Garanro họ có những cái nợ nần hay là như thế nào, ngân quỹ. Thành phố Garanro chưa bao giờ mà thiếu hụt ngân quỹ, năm nào chúng tôi cũng đều xài vừa đúng cái ngân quỹ của mình mà vẫn có thể làm được một số việc. Và hiện nay tại đây chúng tôi đang xây một cái trung tâm gọi là Civic Center, tức là cái tòa thị sảnh và sở cảnh sát mới, và chúng tôi có đủ cái ngân quỹ để làm chuyện đó mà vẫn không bị thiếu hụt ngân quỹ. Quá hay. Dạ. Nói vậy mời ông cho lời kết ngày hôm nay, tại vì Michael cũng có đầy đủ. Vâng. Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn tất cả quý đồng hương. Tôi rất mong rằng là đồng hương Việt Nam của chúng ta cũng đã đến lúc chúng ta nên có một người thị trưởng ở khu vực thành phố Garanro. Muốn vậy thì người Việt Nam của mình nên dồn phiếu vào người ứng cử viên nào mà quý vị thấy là xứng đáng nhất, có khả năng thắng cao nhất để mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thắng được. Tuy nhiên trong phần cá nhân của tôi, chúng tôi cũng đang cố gắng vận động những người ứng cử, những người cử tri người Mỹ da trắng và người Mỹ gốc Nam Mỹ vân vân, thì mong rằng là với cái sự cố gắng của dồn phiếu của cái đồng hương vào và cái sự vận động nỗ lực của cá nhân tôi thì tôi sẽ trở thành thị trưởng Garanro vào tháng 11 năm nay. Xin cảm ơn quý vị và mong quý vị nhớ dồn phiếu cho Phát Bùi cho cái vai trò thị trưởng Garanro. Cảm ơn quý vị. Quên hỏi ông, hôm nãy ông nói hôm nay chỉ có mặt là hai người viên Mỹ gốc Việt là ông và ông luật sư Lân. Có thêm ông Quốc Thái và bà Thu Hà được không xuất hiện. Không có xuất hiện hôm nay. Dạ. Dạ, xin cảm ơn ông. Vâng, cảm ơn. Thì chúc ông may mắn. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, thầy con. Nick.